Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó chính là bàn cắt keo nha mọi người. Với thương hiệu là TTH, mã số của nó là C200 ha. Mình sẽ gỡ ra cho mọi người cùng coi nha. Chúng ta có thể thấy cái hình dạng của nó khá là gọn gàng ha. Cái bề ngang của nó chiếm diện tích không có nhiều, và thiết kế thì cũng khá là đơn giản và sang trọng. Chất liệu của nó thì được làm từ nhựa nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để sử dụng cái lõi cắt keo này ha. Trên tay mình đang cầm đây là loại băng keo 1/2 ha mọi người. Thì mọi người có thể thấy đây, cái lõi hình tròn của nó đây khá là nhỏ ha mọi người. Đây, làm sao thì chúng ta có thể gắn nó vô. Để sử dụng cái bàn cắt keo này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người ha. Thì đây là cái lõi băng keo tròn của nó ha. Thì đây đó là hình tam giác. Đây, mọi người có thể thấy nó khá là nhỏ ha. Rồi chúng ta sẽ gắn thử vô đây. Thì do cái hình dạng của nó hình tam giác cho nên nó giữ lại được cái cuộn băng keo như thế này ha. Thế là không có bị rơi lỏng lại ra bên ngoài ha. Thì bây giờ chúng ta nhìn ở trong đây thì chúng ta sẽ thấy hai cái khớp của nó ha. Đây, sẽ gắn vô cho mọi người xem hai cái khớp của nó. Khi mà gắn vô thì mọi người có thể xoay một vòng như thế này mà nó cũng không bị rơi ra luôn. Cái khớp nó làm khá là thông minh ha. Thì những cuộn băng keo nhỏ 1/2 như thế này thì chúng ta sẽ dùng để gói quà hay cái đó ha. Nó là mọi người cắt như thế này mà rất là tiện lợi luôn ha. Ngoài ra có những bạn có những cái nhu cầu mà sử dụng những cuộn băng keo lớn hơn tầm 2/4 thì cái bàn cắt keo này thì nó rất là đa năng mọi người. Mọi người có thể sử dụng từ những cái loại băng keo từ 1/2 đến 2/4 đều được ha. Thì trên tay mình đây thì cái bàn cắt keo này thì nó sẽ đi kèm thêm một cái lõi lớn nữa, thì mọi người sẽ dùng cái lõi lớn này để những cái cuộn băng keo lớn tầm 2/4 ha. Đây, mình sẽ nhét vô cho mọi người cùng coi ha. Thì nó cũng có cái hình dạng là hình tam giác luôn, để mọi người cùng gắn vô. Mọi người có đây, mình đã gắn xong rồi thì mọi người nhìn coi thì làm sao để chúng ta có thể sử dụng nó. Thì như thế này thì đã chưa xong đâu ha, mình gỡ ra cho mọi người coi nha. Thì chúng ta phải gỡ cái lõi nhỏ này ra và sau đó gắn vô cái khớp tam giác này của nó nè. Khá là vừa luôn rồi, khá là vừa luôn nha mọi người. Xong rồi thì lại gắn vô hai cái khớp này tiếp ha. Sau khi gắn vô hai cái khớp này thì chúng ta có thể xoay và sử dụng dễ dàng rồi ha. Rất là nhanh gọn. Tuy nhiên với cái bàn cắt keo loại chung như thế này thì chúng ta vẫn sẽ có một vài hạn chế ha mọi người. Khi mà chúng ta sử dụng cái bàn cắt keo này á thì chúng ta sẽ phải dùng tới hai tay để giữ nó lại vì nó mới cắt được ha. Khi mà chúng ta dùng một tay á thì nó sẽ bị dây dịch như thế này ha, thì khá là bất tiện cho mọi người. Nếu như mọi người làm việc thì nó sẽ bị giảm cái năng suất làm việc của mọi người đi ha. Bởi vì cái bàn cắt keo này đó thì nó chỉ khối lượng của nó thì chỉ tầm 600g thôi, nên mà nếu mọi người muốn cho công việc vẫn suôn sẻ và nhanh hơn đó, thì mọi người có thể sử dụng cái loại đại của nó ha. Thì loại đó nó sẽ lớn hơn, nó tầm 1150g thôi mọi người. Thì mọi người có thể quan sát đây á, thì cái lưỡi dao của nó khá là bén ha, thì chúng ta chỉ cần cắt một lần thôi thì nó đã ra được cái băng keo rồi ha. Thì cái chất liệu của cái lưỡi dao của nó sẽ là được làm bằng thép không gỉ nha mọi người. Nhỏ hay là ngâm vào nước thì nó mới bị oxy hóa thôi. Đây, mọi người có thể quan sát đây, cái lưỡi dao khá là bén ha. Còn có một cái điều tiện lợi nữa ở cái loại băng keo như thế này, cái bàn cắt keo này, thì chúng ta có thể tháo rời được cái lưỡi dao ra để chúng ta vệ sinh đó ha. Thì trong cái thời gian sử dụng băng keo của chúng ta mà quá lâu á thì nó sẽ bị cùn đi, là do nó dính quá nhiều băng keo ở trong những cái kẽ dao như thế này. Thì chúng ta có thể tháo rời cái băng keo lưỡi dao ra để vệ sinh nó ha mọi người. Đây, mọi người có thể tháo rời ra một cách rất là dễ dàng như mình đã tháo ha. Đó, bởi vì ở đây nó có một cái khớp nè, ở trong cái chỗ này thì nó cũng có một cái khớp luôn, mọi người có thể tháo ra và gắn vô rất là dễ dàng nha. Đây, nếu mọi người quan tâm đến sản phẩm này thì mọi người có thể bấm vào phần link mô tả. Bên dưới mình có gắn một cái link để cho mọi người cùng tham khảo thêm về cái sản phẩm này ha. Cảm ơn mọi người đã coi hết video này. Nếu mọi người cảm thấy yêu thích thì hãy nhấn follow để ủng hộ cho mình nhé.